Nhà đất Phú Gia Điền chào mừng quý khách. Hôm nay nhà đất Phú Gia Điền tiếp tục giới thiệu đến quý khách căn nhà 3 tầng tọa lạc tại trục chính của hẻm 388 đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Căn nhà này được xây dựng trên diện tích đất là có chiều ngang là 7m3, chiều dài là 6m, tổng diện tích đất là 44m2. Nhà kết cấu là một trệt 3 tầng, nên tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà mình là 132m2. Pháp lý ở đây là ngôi nhà đã được hoàn công, chỗ hồng, thổ cư 100%. Hướng của ngôi nhà mình là hướng Tây Nam. Lộ giới trước nhà mình là 4m, hẻm này đang được nâng cấp đô thị và ô tô vào tới nhà. Để đi đến ngôi nhà này thì chúng ta có thể đi từ 3 hướng chính. Bắt đầu từ trục chính của khu dân cư Đại Ngân chạy vào khoảng 150m, sẽ thấy căn nhà cần bán. Hướng thứ hai là chúng ta đi từ hẻm 388 đường Nguyễn Văn Cừ chạy vào cũng khoảng 150m sẽ đến căn nhà. Và thêm một hướng nữa là hướng thứ ba là chúng ta đi từ hẻm Liên Tổ 34 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Hẻm này chúng ta chạy vào khoảng 200m thì sẽ đến căn nhà cần bán. Kết cấu của căn nhà là có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, có 2 cái ban công. Và tầng trệt này thì có một phòng khách rất là rộng, nhà bếp, nhà vệ sinh. Và có một cái khu vực đậu xe rất là rộng, đậu được khoảng 3 đến 5 chiếc xe máy. Nhà bếp thì đã được gia chủ thiết kế đầy đủ công năng, tủ bếp, bàn, quầy bar. Tầng 1 thì được thiết kế là có 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 ban công phía trước. Các phòng ngủ này đã được trang bị đầy đủ tiện nghi như giường, nệm, ga giường, máy lạnh. Tất cả các phòng ngủ của ngôi nhà đều được gia chủ thiết kế là có cửa sổ hoặc là có ban công, nên chúng ta có thể lấy sáng, lấy gió từ ánh sáng tự nhiên. Tầng 2 thì được gia chủ thiết kế có 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 ban công. Vị trí của ngôi nhà nằm vị trí trung tâm của phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong bán kính 1 km thì chúng ta có thể đi đến trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Công nghệ Cần Thơ và nhiều trường đại học khác từ mẫu giáo đến đại học. Bên cạnh đó còn nhiều tiện ích khác như hệ thống bệnh viện đa khoa trung ương, bệnh viện quốc tế Phương Châu, bệnh viện đại học y dược. Đặc biệt là từ ngôi nhà này chưa đến 5 phút, chúng ta có thể chạy ra khu vực Hồ Bốn Sáng, trường đại học Cần Thơ. Đây là khu vực kinh doanh sầm uất và rất thuận lợi cho việc con em chúng ta đi học tại trường đại học Cần Thơ. Với giá bán chỉ 3.600.000.000 đồng, gia đình chúng ta có cơ hội sở hữu ngay căn nhà đẹp tọa lạc tại vị trí trung tâm của thành phố Cần Thơ với đầy đủ công năng. Quý khách quan tâm đến căn nhà này vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0939 86 87 88 để được tư vấn chi tiết hơn. Xin chào! Và tiếp theo xin mời quý khách tham quan ngôi nhà qua video này nhé!